Ngay sau buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đoàn đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 đã có buổi tọa đàm với lãnh đạo các địa phương khu vực miền Trung về đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì buổi tọa đàm. Ủy viên Trung ương Đảng thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn chào mừng lãnh đạo các địa phương khu vực miền trung đã đến tham dự chương trình nhấn mạnh thời gian qua công tác đối ngoại đã được triển khai tích cực hiệu quả thống nhất từ trung ương đến địa phương có phần nâng cao vị thế của việt nam mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội đất nước cũng như các địa phương thời gian qua bộ ngoại giao luôn tích cực đồng hành hỗ trợ các địa phương tăng cường hội nhập quốc tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội mong muốn thông qua tòa đàm này các địa phương sẽ chia sẻ cung cấp thêm những thông tin cần thiết về thế mạnh tiềm năng của mình để các đại sứ tổng lãnh sự việt nam tại nước ngoài hỗ trợ địa phương có thêm cơ hội kết nối thu hút đầu tư trực tiếp cũng như các nguồn lực đối ngoại về phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn